với sự tham gia của các diễn viên Mục Đình Đình trong vai Bạch Mai Anh, Cửu Muội, Trần Hạo Dân trong vai Võ Thần Tài, Lưu Phong, Đàm Diệu Văn trong vai Kim Bất Quán, Trần Tử Hàm trong vai Bác Công Chúa, Nghe Tề Dân trong vai Bạch Đại Vương, Quy Á Lôi trong vai Lưu Phu Nhân, Tiền Tuyền trong vai Tứ Công Chúa, Cung Viện trong vai Thanh Nữ, Trần Tú Lệ trong vai Nhị Công Chúa, Chu Minh Tăng trong vai Mộc Phu Thần, Lục Dục Lâm trong vai Mạc Kỳ, Từ Thân Đông trong vai Thất Công Chúa, Trần Uy Hàng trong vai Thú Nhi Thần, Phương Sổ Chân trong vai Tri Họa, Luna Bình trong vai Ngọc Thư, Đặng Tiệp trong vai Giang Cầm, Tống Đạt Dân trong vai Hồng Ngọc Khanh và một số diễn viên khác. Đạo diễn Phương Hoàng Nhân. Tập 39. Hôm nay bốn trại chủ không cho ngươi một bài học, ngươi sẽ không biết được sự lợi hại của bốn trại chủ. Dù cho hôm nay ngươi có giết ta, thì sau này sẽ có 100, 1000, 1 vạn người giống như ta sẽ tiếp tục đối đầu với các ngươi. Đến tới nơi rồi. Hai ngươi, cậy miệng hắn ra cho ta, kéo lưỡi hắn ra. Cái ngươi muốn làm gì? Thả ta ra! Thả ta ra! Thả ta ra! Dừng tay! Phụ thân, sao phụ thân lại tới đây? Ta kêu con đừng làm những chuyện hai người hai mình, con lại không nghe. Mau thả cậu ta ra. Con không thả đâu. Chính chính à, con nghe lời ta thả người đi. Phụ thân con nói rồi, con không thả tên tiểu tử này ra được. Con không thả phải không? Được rồi, mau đưa dao cho ta, từ lão già này sẽ thả. Đưa đây. Phụ thân, người không được thả hắn ra. Nếu như con còn cản ta, thì dùng con dao này đâm chết ta đi. Lẽ nào con muốn trở thành một tên nghịch tử? Phụ thân, phụ thân à. Con đó đã tạo nghiệp chướng rồi, mau đi thôi. À, có thể đi càng xa càng tốt. Đa tạ, đi đi. Nè, ngươi không được đi. Ta vẫn còn câu này với con, chỉ cần con đâm ta thì có thể ngăn cản ta. Hơi, phụ thân à, phụ thân uống nhầm thuốc rồi hay sao? Muốn cải tà quy chính là chuyện của phụ thân, còn phụ thân đừng có quản con có được không? Ta không quản ngươi. Ta thân là phụ thân ngươi, ta có thể dương mắt nhìn ngươi gặp báo ứng sao? Báo ứng, báo ứng? Lúc nào phụ thân cũng nói với con là báo ứng, rốt cuộc là cái gì? Nếu thực sự có báo ứng thì tối qua sét đánh trúng con rồi, nhưng mà tại sao con lại không bị trúng? Người đó là do người may mắn thôi, ông trời sẽ không nhân từ với người như vậy nữa đâu. Đợi tới lúc nó thật sự đến, người có hối hận cũng không kịp đâu. Con không thèm đôi co với lão già hồ đồ như phụ thân đâu. Chính dĩnh, chính dĩnh, ta chỉ muốn tốt cho người thôi. Hey. Phụ thân, đừng, mẫu thân đi, ngài đừng có cản con mà. Để con đi con ra ngoài đi. Trời ơi, con mới tỉnh lại lại muốn đi tìm tên tiểu trại chủ Mã Chính Dĩnh đó rồi. Chúng ta phải cản con chứ. Đúng rồi đó con à, nữ nhi như con không nên đối mặt với mấy tên thủ phỉ để làm cái gì đâu. Hả? Ngoan ngoãn ở nhà với phụ mẫu, đừng có chạy lung tung nữa. Nhưng mà thật sự con có chuyện rất là quan trọng phải làm. Không những con lo cho Tùng Vũ ca, con thực sự còn phải. Hai người hãy để con đi đó. Đi mà nhanh lên. Nữ nhi như con lớn như vậy rồi, còn chưa ra ngoài bao giờ thì biết làm cái gì hả? Đúng vậy, chị Du à, con ngoan ha, nghe lời phụ mẫu đi mà. Ai được ở nhà rồi, cho chúng ta con đi thực mà. Sự có chuyện quan trọng phải làm mà, hai người thả con ra đi, để con đi mà.
Phụ thân, phụ thân làm gì vậy hả phụ thân? Thả con ra đi mà, sao lại trói con vậy chứ phụ thân? Du Du à, con qua đi, nghe lời phụ thân con. Con còn nhỏ không hiểu chuyện, phụ mẫu đâu có làm hại con. Phụ thân, người mau thả con ra đi. Tùng Vũ ca. Tùng Vũ à. Tùng Vũ à, con bị làm sao vậy hả? Bị làm sao rồi? Con chỉ bị thương nhẹ thôi. Phu nhân à, bà mau đưa chị Nhu về phòng để ta chăm sóc cho nó. Đi thôi. Chị Nhu đi nào. Mẫu thân, người hãy thả con ra đi mà, nghe con nói đi mà. Trời mẫu ơi, thân. Chị Nhu, chị Nhu à, con phải hiểu, ta và phụ thân con bất đắc dĩ mà dùng hạ sách này. Chúng ta làm như vậy không phải vì muốn tốt cho con sao? Đám thổ phỉ đó không phải là người tốt, giết người không chớp mắt. Phụ thân con nói đúng, con là nữ nhi, tránh được loại người đó thì tránh, gây sát số với chúng chỉ tổn hại thanh danh của mình. Con hãy ngoan ngoãn ở nhà đi, nghe lời mẫu thân mẫu biết thân, chưa? Nghe con lời nói đã. Không được ra mẫu ngoài thân đó, nghe lại lời đi, đi. Mà. Đừng có đi mà, ở mẫu trong thân. Này cho ta. Ôi, trời ơi, phải làm sao đây? Thỏ ơi, Thỏ ơi, Thỏ ơi, Thỏ ơi, Thỏ ơi, Thỏ ơi, mau ra đây, mau lên đi, nhanh lên. Ê trời ơi, ta tới rồi đây, vừa vừa phải phải thôi, tai ta đâu có điếc đâu chứ. Được rồi, ta biết rồi. Cuối cùng ngươi cũng ra rồi, mau cởi trói nhanh lên. Cửu công chúa kính mến, cho ta hỏi, ký ức của cô có phải là đã hồi phục rồi chưa? Phải, ký ức của ta đã hồi phục rồi, mau cởi trói ra đi, mau lên. Nếu như mà ký ức đã hồi phục quá, thì cô cũng có thể sử dụng phép thuật mà có phải không? Phải, mau cởi nếu ra đi. Nếu có thể sử dụng phép thuật á, thì cô tự mình mà cởi đi, đúng là đồ ngốc. Hả? Phải rồi ha, ta có pháp thuật mà, ta có thể tự cởi trói, không nói thì ta quên mất. Mau lên đi. Được rồi, ta tự cởi trói đi. Tự làm được, người xem này. Mở. Thất phách, sao cô làm cho ta hiện nguyên hình rồi? Hả? Sao lại vậy chứ? Mau biến lại như cũ đi, mau lên. Biến hả? Đợi nha, ta phải nghĩ thần chú. Trời, mau lên đi, mau lên đi. Được rồi. Biến. Hả? Ta ghét nhất là ếch. Cô làm cái gì vậy? Chết rồi. Ta không biết tại sao nữa. Để ta nghĩ lại nha. Đợi một chút đi ha. Làm sao đây? Đại phu à, sao rồi? Không sao đâu, không ảnh hưởng tới xương cốt. Để cậu ấy ngủ một lát đi, chỉ cần thay thuốc đúng giờ, uống thuốc đúng giờ sẽ không sao đâu. Vậy tôi xin phép nha. Xin mời, đi thông thả nha. Nè lão đại uống nước đi. Lão đại à, huynh nghĩ xem, chúng ta trước đi cướp bóc, chỉ cần hô một tiếng là bọn họ sợ trúng gió như rùa rụt cổ. Muốn vinh quang bao nhiêu có bấy nhiêu, tự do tự tại như vậy không phải sung sướng hơn sao? Hả? Quan trọng hơn nữa là chính Vĩnh làm như vậy cũng xuất phát từ lòng hiếu thảo của chính Vĩnh với huynh, không muốn phụ tử huynh bị người khác coi thường, vậy cho nên mới tập hợp mọi người lại. Huynh hãy hiểu dụng ý của chính Vĩnh mới phải chứ. Hả? Những thứ người nói ta đều biết và đương nhiên cũng hiểu. Nhưng phạm lẽ trời, ngươi có biết không, ta không muốn Chính Vĩnh tạo nghiệp như ta đâu. Lão đại, thì ra là huynh lo Chính Vĩnh giống huynh đúng không? Nam nhân mà lại sinh con. Lão đại, đệ cứ tưởng huynh muốn giết người diệt khẩu không đó. Ta cấm người nói, lần sau ta sẽ không tha cho ngươi. Lão đại, huynh không thấy chuyện này kỳ lạ hay sao hả? Hả? Trời đất này bao nhiêu là kẻ xấu xa, chẳng ai bị báo ứng, chỉ có một mình huynh thôi đó. Ta đâu phải thần tiên làm sao biết. Lão đại, thật ra là với trí tuệ có hạn của đệ hả, đệ cảm thấy có khả năng là ông trời muốn cho huynh một đứa con đó, có đúng không? Nhưng mà huynh lại không có thê tử, vậy mới phải dùng cách đó thôi, ban cho huynh một nam tử. Không đúng, không đúng, làm sao có thể. Chuyện này tuyệt đối không được để nó biết.
Nếu không nó sẽ nghĩ phụ thân nó là yêu quái. Đề phòng bất trắc, ta nhất định sẽ bắt Chính Dĩnh giải tán trại Phong Mã. Ôi trời ơi lão đại à, nếu như huynh thật sự lo lắng Chính Dĩnh giống như huynh sinh ra một đứa con, vậy thì không đơn giản hơn sao? Cứ cưới cho nó một thê tử thì tự khắc bụng của nó không thể to lên rồi sinh con, có đúng vậy hay không hả? Đúng không? Hắc cậu nói cũng có lý. Giúp nó tìm thê tử quản lý Chính Dĩnh đúng là y hay. Chính Dĩnh à, ta tìm con là vì có chuyện muôn bàn. Dĩnh Nhi, tính khí này của con là giống ai hả? Hả? Ta là phụ thân muốn nói chuyện với con không được sao? Phụ thân à, nếu phụ thân còn muốn con giải tán trại Phong Mã thì không cần phải nói nữa. Ta hiểu rồi, nhưng ta không muốn con làm thổ phỉ. Nếu ta muốn con tiếp tay làm việc ác thì lúc đầu cớ gì ta phải giải tán trại Phong Mã? Vậy lúc đầu tại sao phụ thân lại giải tán? Lý do này ta đã nói rất nhiều lần, con không chịu nghe. Đều tại ta quá nhân từ với con thôi. Thôi thì bây giờ thương lượng đi. Chỉ cần con chịu cưới thê tử, sau này con muốn làm gì cứ làm. Sau này ta tuyệt đối sẽ không can dự vào chuyện của con nữa. Thành thân sao? Chuyện này dễ mà. Con lập tức xuống núi cướp một nữ nhân về đây để bái đường thành thân là được rồi. Con sẽ lập tức đi làm ngay. Đợi đã. Con tưởng làm quý tức của Mã Bảo Thạch đơn giản lắm sao? Ta có điều kiện đó. Là điều kiện gì? Nữ nhân này không thể là con cướp về được. Nhất thiết phải cam tâm tình nguyện lấy con, như vậy mới được tính. Phụ thân à, hà tất phải làm vậy? Có đó. Tương lai nó sẽ là mẫu thân của những nội tôn bảo bối của ta. Nó bất kính với lão già này cũng không sao, nhưng nó cư xử không tốt với nội tôn của ta, ta sẽ không tha thứ đâu. Phụ thân nói cũng rất có lý. Vậy được, con đồng ý. Có điều là phụ thân nhất ngôn cửu đỉnh nha. Đợi con thành thân xong thì sau đó phụ thân không được quản con nữa đó. Đại trượng phu nhất ngôn cửu đỉnh, ta đồng ý với con, nói là giữ lời. Có điều bây giờ con cũng lớn rồi, cũng phải tuân theo giao ước của con đó. Nghe rõ chưa? Đương nhiên rồi. Biến. Hả? Sao vậy ta? Trời ơi, cô biến ta thành một mớ như vậy rồi. Rốt cuộc cô làm sao vậy? Mau biến ta trở lại nguyên hình đi, làm ơn. Đúng thiệt là. Đừng có nóng nha, để ta nghĩ kỹ lại cho. Những thần chú trước đây ta đều nhớ nhầm đi, hết. Gớm chết đi được à. Bà đang làm gì vậy? Ta thấy tình hình ngày càng nghiêm trọng rồi. Một mình ở trong phòng tự nói chuyện vậy là sao? Là sao hả? Phải làm sao đây? Du Nhi quả thực là hơi bất thường. Nhưng mà nó là nữ tử của chúng ta. Vài hôm nữa ta vào thành tìm vài đại phu giỏi về bắt mạch bốc thuốc cho nó xem sao. Đứa bé đáng thương này. Đi thôi. Đại phu dặn là sắc thuốc cho Tùng Vũ. Ta đã sắc xong rồi. Bà theo ta để ta chỉ bà làm. Đợi một lát nữa bà đem vô cho Tùng Vũ nha. Đi thôi.
Hình như mình nhớ ra rồi. Câu này cô nói bao nhiêu lần rồi? Ta nhớ ra rồi, lần này nhất định hãy tin tưởng ta. Biết. Cô thấy chưa, cô... ta nói không sai chứ. Cô làm chứ. Ta sợ chết biến đi được rồi. Lần sau đừng có nghịch ngợm như vậy nữa. Ta nói là biến được trở về như cũ mà. Đúng rồi, cởi trói mau lên đi, mau mau. Tại sao tôi phải cởi trói cho cô chứ? Bây giờ cô có thể sử dụng phép thuật tự cởi trói rồi mà. Đúng rồi hả? Làm sao mà tao quên được vậy ta? Để ta tự cởi trói. Cởi. Hả? Xong rồi đó. Cởi được thật rồi. Được rồi, được rồi. Đừng có vội vui mừng. Ta nói cô biết, chúng ta bây giờ còn có một nhiệm vụ chưa hoàn thành. Đó chính là mau chóng tìm cây phất trần về. Nếu tìm không được, hậu quả cô gánh không nổi. Ta gánh cũng không có nổi đâu. Hơn nữa, cửu công chúa sẽ không bao giờ có thể tỉnh lại được. Nghiêm trọng vậy luôn đó hả? Vậy chúng ta mau đi thôi, nhanh lên. Trời ơi, làm ơn đi, cô đừng có lỗ mãng như vậy nữa mà. Cái tật lỗ mãng của cô không biết bao giờ mới sửa được. Đừng trách ta nhiều lời, ta nói cho cô biết. Nếu như cô không lỗ mãng thì đâu có bị thần điêu nuốt vào bụng. Rồi cái bụng của nó phình ra, rồi nó ị cô xuống trần gian này. Gây ra biết bao nhiêu là phiền phức, liên lụy biết bao nhiêu là người. Thần thỏ ơi, sao ngươi nhiều lời vậy? Nói nhiều quá miệng cũng run run liên hồi kìa. Vậy nói đi nói lại, ngươi muốn nói gì vậy hả? Ê trời, cô làm ơn động não gì một chút đi, suy nghĩ một chút đi có được không? Ta nói cho cô biết, họ có phải là không muốn cho cô ra khỏi nhà hay không hả? Đúng rồi. Nếu như đã không muốn cho cô ra ngoài á, bây giờ mà cô ra ngoài sẽ bị họ phát hiện. Họ phát hiện rồi sẽ trói cô lại, như vậy chẳng phải là vô ích hay sao chứ ha? Phải, không sai. Ý của ngươi là vậy ý của ngươi là muốn ta trói phụ mẫu lại hả? Thật là bất hiếu, ta không làm như vậy đâu, ta không đồng ý. Đừng có hòng ta làm vậy. Cô uống nhầm thuốc rồi hay sao vậy? Ta kêu cô trói họ lại làm gì? Ta độc ác như vậy, dư hơi như vậy hả? Ý của ta bây giờ là cô mau chóng đi tìm họ, sau đó giải thích ngọn nguồn mọi chuyện, nói cho họ biết là cô đang xuống trần gian để mà hoàn thành nhiệm vụ. Như vậy cũng không được. Hay là ta trực tiếp hiện thân trước mặt của họ, như vậy họ sẽ tin tưởng hơn, không còn nghi ngờ gì nữa. Cô thấy như vậy có được hay không? Cách này được đó, được đó. Đi thôi, đi, nhanh lên. Đi thôi. Ôi trời, nóng quá. Nóng chết đi được. Ôi trời ơi, nóng quá. Ôi trời, nóng. Tay của ta. Ôi trời ơi, bà bê được hay không vậy? Tay của ta nóng chết đi được. Nóng quá. Mẫu thân. Ôi trời ơi. Ôi trời ơi, sao rồi? Không, mẫu thân, không sao chứ? Sao chứ? Để con xem. Ôi, nóng quá. Ôi. Hả? Ôi, nóng chết. Chị Nhu à, không phải là ta đã lấy dây trói con lại rồi sao? Sao con lại chạy ra đây được hả? Phụ thân, mẫu thân, một cái dây thừng sao mà giữ con được chứ? Vì con là, con là... Được rồi, được rồi. Có phải là con định nói con là thân phận của hồ ly tu luyện 660 năm gì đó phải không? Phụ thân thông minh quá rồi đó, đã biết như nữ định nói gì luôn. Chỉ dù à, con đừng có nói nữa. Con xem con đó, dọa ta sợ đến nỗi đổ chén thuốc nóng. Lát nữa phải nấu cái khác. Tùng Vũ đang đợi uống thuốc mà con. Có phải là Tùng Vũ ca bị thương nặng lắm hay không? Những người này sao đánh Tùng Vũ ca tới nỗi này như vậy chứ? Thật quá đáng mà. Phụ thân, mẫu thân, không sao hết. Chỉ cần là con thi triển pháp thuật, Tùng Vũ ca sẽ mau chóng khỏe lại thôi. Ôi, được rồi, được rồi. Phụ thân. Tùng Vũ à, đừng có nghe nó nói lung tung. Giờ cả ngày nó cứ nói nhăng nói cụi gì đó, con đừng thấy lạ. Con lượng thứ cho nó nha. Bây giờ khương thuốc, lập tức đi sắc thuốc lại cho con được không hả? Phụ thân, hai người cứ ở lại đi. Nhìn cho rõ đây. Nha đầu này thiệt đúng là. Ôi trời ơi. Sao, tin chưa hả? Cái chuyện này à. Việc này là tại sao? Ông lão ơi, ông có thấy không vậy hả? Ông có thấy chuyện gì rồi? Con không sao rồi. Sao bà lại, sao như vậy được chứ? Con khỏi rồi. Đúng là khỏi hết rồi. Con đã khỏi rồi kìa. Ôi trời ơi. Phụ thân, mẫu thân, con nói rồi, con không nói dối. Mọi người xem tiếp đi nha. Thật là khỏi rồi. Khỏi sao? Khỏi thật rồi.
Ô, trời ơi, nhìn đi. Ôi trời ơi, cái này. Ôi trời ơi, có phải là ta bị qua mắt hay không vậy ghế, hả? Trời, cái ghế đều đang chuyển động. Chuyện này đúng là khó hiểu mà. Không chỉ là khó hiểu đâu. Trời ơi. Thúc mẫu à, đây đúng là thần tiên hạ phàm. Giờ mọi người đã tin chưa? Hả? Hả? Thấy rõ rồi chứ. Ôi trời ơi, chúng ta có mắt không trồng. Không biết đại tiên ở đây. Xin lượng thứ cho. Xin lượng thứ. Phụ thân, mẫu thân, mọi người đứng lên đi. Hai người là phụ mẫu của con, sao lại quỳ với con chứ? Như vậy chẳng phải là con bất hiếu hay sao chị hả? Chị Du à, con... chuyện này... Con làm thần tiên lại không làm. Sao tự nhiên lại chạy đến đây làm nữ tử vậy. Của chúng ta? Con nói cho mọi người biết, thật ra con biến thành người phàm là vì thân mang trọng trách. Trọng trách gì? Chính là tìm một cây phất trần về. Cây phất trần đó thật ra là của chú sinh nương nương. Vì tại con nghịch ngợm quá, con ăn trộm để nghịch. Cây phất trần đó là pháp khí rất quan trọng của bà ấy. Bởi vì chuyện sinh thế của người trần đều do cây phất trần đó phụ trách. Con hứa với nương nương nhất định là phải tìm cây ấy về. Và sau đó chẳng biết tại sao mà con lại tới trần gian. Con đã thề là phải tìm được cây phất trần về. Chỉ có như vậy thì chú sinh nương nương mới không trừng phạt con mà thôi. Sự thật chính là như vậy. Chú sinh nương nương tiên nữ cây phất trần sao? Chú sinh nương nương rất là tốt. Chú sinh nương nương còn lo con gây quạ, còn phái một người tới để giúp đỡ cho con nữa đó. Người đó con gọi là thần thỏ. Là thần thỏ đó. Thần thỏ ơi, tới đây thần thỏ, nhanh lên. Tới rồi, chào mọi người. Thần thỏ tới rồi. Chào mọi người. Đây chính là thần thỏ. Thần thỏ gì vậy chứ? Sao ta lại không thấy ở đâu vậy? Có thấy gì đâu. Sao lại không nhìn thấy? Thần thỏ đứng ở đây nè. Trời ơi, ta quên mất. Ta đang là thần tiên, chưa thi triển phép thuật. Yêu quái. Ôi trời ơi. Không phải là yêu quái, đó là thần thỏ. Là người mà chú sinh nương nương phải tới cho con đó. Thật là ngại quá, là mọi người sợ hãi rồi. Ta xin giới thiệu một chút. Ta không phải yêu ma quỷ quái gì hết, mà là thần thỏ đó. Là bông hoa kỳ lạ của tiên giới, món quà đặc biệt của nhân gian. Nếu như có ai gọi ta là yêu ma quỷ quái thì ta sẽ không khách sáo đâu ha. Được rồi, lúc nãy thất phách đã giải thích toàn bộ ngọn ngành của chuyện này cho mọi người biết rồi. Nếu không còn thắc mắc gì nữa thì làm phiền mọi người đứng sang một bên, đừng cản trở chúng tôi hoàn thành nhiệm vụ. Còn vị cô nương đứng trước mặt hai người đây, thân phận thật sự của cô ấy là một phần chân thân của cửu công chúa của Bạch Đại Dương Hồ tộc. Vậy nên thật ngại quá để hai người hiểu nhầm, cô ấy không phải nữ tử của hai người, càng không phải là chỉ Như. Chẳng trách là trước đây lại như vậy. Ta biết rồi. Được rồi, thất phách, chúng ta đi thôi, đi hoàn thành nhiệm vụ. Đi đâu? Thì đi mang cái phất trần trở về đó. Mau lên. Tạm con đi nha. Chỉ Du à. Chỉ Du. Chỉ Du à. Chỉ Du à. Du. Tại sao nó lại chạy nhanh vậy chứ? Cũng không thèm đỡ chúng ta nữa. Cư tử ông trời vô lộc thư chúng ta, ban cho hai lão già chúng ta một nữ nhi. Thật không ngờ đó lại là hồ ly thất phách biến thành. Thực ra thì chúng ta đã sớm nhận ra rồi. Chỉ Nhu vốn không phải một đứa trẻ bình thường. Chỉ là lúc nào chúng ta cũng tự lừa dối bản thân mình thôi. Vậy Chỉ Nhu ban nãy nói như vậy thì khi đó hoàn thành trọng trách rồi, Không phải sẽ rời xa chúng ta hay sao? Không đâu. Ông bà, ông đừng có trách ta không nghĩ thông. Nhưng mà ta thực sự không nỡ. Thôi được rồi. Hả? Bà đừng khóc nữa mà. Phải đó thúc mẫu, con tin là Chỉ Nhu sẽ không đi luôn đâu. Thúc mẫu đừng quá đau lòng. Dù Chỉ Nhu có đi thật thì hai người vẫn còn tùng vũ mà. Con nhất định thay Chỉ Nhu hiếu thuận với hai người. Hả? Được.
Cáo Thị Chiêu Thân, di tử Mã Bảo Thạch ta, Mã Chính Dĩnh đã tới tuổi thành thân, tuổi trẻ dũng mãnh, võ nghệ cao cường, mong sớm gặp được hiền thê, phối tổ tương thân tương ái đến đầu bạc răng long. Xin các vị hương thân trong nhà có nữ tử chưa xuất giá, chi bằng sớm nhận tài hỷ kết lương duyên, tác thành một mối duyên đẹp. Thần Thỏ, nhìn bên kia đi, sẽ có nhiều người vậy hả? Thưa các vị hương thân, con trai Chính Dĩnh của ta là một nhân tài học rộng hơn người, hy vọng có thể kết duyên với quê nữ nhà nào đó, tạo nên mối hỷ sự lương duyên, tác thành chuyện vui. Hy vọng tác thành. Nè 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 nè, ngươi xem, xem cái người bên kia kìa, thấy không? Nhìn gì mà nhìn quái, ngươi mới là yêu quái đó. Không phải là tên thủ phỉ đó hay sao? Ơ trời ơi, sao giống như tỷ võ Chiêu Thân dữ vậy? Chiêu Thân hả? Ê, ta biết rồi. Chiêu Thân, nhất định là ông già Bảo Thạch đó muốn tìm thê tử cho con trai của ổng. Bây giờ chúng ta hãy nấp đi, nghe ngóng xem rốt cuộc là như thế nào, sau đó mới bàn kế tính tiếp. Được rồi, được rồi, được rồi. Đi. Thưa các vị, lời ta nói đều là lời thật lòng. Đi mau. Ta thật sự mà không lừa mọi người đâu. Thưa các vị, hy vọng có thể qua đây xem thử. Các vị hương thân phụ lão, nếu nhà ai có nữ nhi mà ta đây nhìn vừa mắt thì là phúc phần tám đời nhà các người đó. Tốt nhất là các người đừng có không biết tốt xấu, nếu không thì đừng trách ta ra tay vô tình. Im miệng đi, còn nói lung tung cái gì vậy? Thái độ như con, khuê nữ nhà nào mà dám gả cho con, đúng là làm tức chết mà. Thưa mọi người, tiểu tử nhà ta chỉ đùa thôi, mọi người đừng để bụng. Thần Thỏ, ta cảm thấy đó chính là cơ hội tốt để hoàn thành nhiệm vụ đó, có phải không? Cơ hội gì chứ? Trời ơi, không phải là bọn họ đang chiêu thân hay sao? Vậy chúng ta hãy chủ động tới, ta giả vờ thành thân với hắn, đợi bái đường xong tới đêm động phòng qua chút người, ta sẽ ăn trộm cây phất trần về. Như vậy không phải là nhiệm vụ đã hoàn thành hay sao? Có đúng hay không hả? Dĩnh nhi của ta là một nhân tài học rộng hơn người. Trời ơi, không ngờ là cô lại thông minh tới như vậy đó. Cứ như vậy đi, bắt đầu hành động, tiến lên phía trước. Đi. Đi. Có phải là các người đang cầu thân không hả? Xin hỏi cô nương là... Ta... Tại sao lại là cô? Làm sao? Nè, con quen với vị cô nương này sao? Đương nhiên con không quen rồi. Hey, trời ơi, không sao đâu, chưa quen thì cũng không cần vội. Quan trọng là chỉ nhu nhà ta đã để ý công tử từ lâu rồi. Không biết là có thể nhân dịp này gả chỉ nhu nhà ta cho con trai của ông được hay không vậy? Hả? Ta không nghe lầm chứ, cô ta muốn lấy ta. Chuyện này... Ây trời ơi, đâu cần ngạc nhiên như vậy. Nè nè nè, qua đây cho xem ha. Công tử à, người nhìn coi, chỉ nhu nhà ta dung mạo xinh đẹp như qua, tài đức thì có thừa, ôn nhu hiền thục, đúng tiêu chuẩn của hiền thê luôn. Cũng không biết là có thể có cơ hội kết thành hôn sự hay không đây. Chính Dĩnh à, có cô nương muốn lấy con, lại còn xinh đẹp tới như vậy, nếu con không phản đối, ta đồng ý mối hôn sự này. Có đồng ý hay không nói một câu đi. Nhà đầu chỉ nhu này chắc chắn có âm mưu. Mình nghĩ là mình không thể sơ suất coi thường được. Phụ thân à, nè, con nói chuyện với phụ thân một chút. Cô nương chỉ nhu đó, con nhìn sao cũng thấy không ưng, làm sao mà lấy cô ta được chứ? Không phải chứ, nhìn thấy được mà. Trời ơi, con mặc kệ, dù sao cũng là duyên chung thân đại sự của con, phụ thân phải thận trọng mới được. Con muốn làm sao đây? Nếu như bắt buộc phải chọn một trong hai người họ, con thà chọn cô nương đứng bên cạnh chỉ nhu. Lại còn kén chọn nữa. Có phải bọn họ nói xấu chúng ta không? Thứ lỗi. Không biết hai vị bàn bạc tới đâu rồi, có chỗ nào không hài lòng hay không? Nếu như bỏ lỡ thì đúng là đáng tiếc đó, có phải không? Đúng rồi, đúng rồi. Vị cô nương chỉ nhu này thông minh, tài đức, điểm này không có gì phải nghi ngờ, ta rất thích. Trời ơi, đa tạ bá phụ khen ngợi. Tuy cô ấy đã được ông chọn rồi, nhưng mà hôn sự này thành hay bại thì phải chờ xem công tử nhà của ông có thích tiểu thư nhà chúng tôi hay không. Thì cũng đúng đó. Tiểu tử này của ta cũng rất thích, có điều nó lại ưng mắt với cô nương hơn. Ngươi
Đúng vậy, ta đúng là rất thích. Có điều không biết nên xưng hô với cô nương ra sao. Ta Người nói là người thích cô nương này hả? Mắt của người cái kiểu gì vậy? Làm sao? Chẳng lẽ là ta không xinh đẹp bằng cô nương ấy hay sao chứ? Tên Mã Chính Dĩnh đáng chết này đúng là có mắt như mù. Thôi bỏ đi, tức giận lúc này cũng vô dụng mà thôi. Chẳng thà thành toàn cho thần thỏ và Mã Chính Dĩnh. Chuyện tốt này dù sao cũng là được mục đích của mình rồi. Người thích cô nương ấy. Vậy ta nói người biết đây, đó là tỷ muội tốt của ta đó. Cô ấy tên là Chỉ Liên. Hey, nếu mà muốn cưới cô nương ấy thì chúng ta còn phải suy nghĩ cái đã. Đi. Cô nương à, cô thể thương lượng mà. Lần sau hãy nói. Cô nương à, chuyện này đúng là quá hoang đường, ta sẽ không bao giờ đồng ý đâu. Cô đừng có khuyên ta nha, cô làm bớt buông tay ra đi. Khuyên ta không nói được cô biết hả? Nha, ta sẽ không bao giờ đồng ý làm vợ của cái tên mã cái gì đó. Cô làm ơn đi, đừng có khuyên ta nha, ta không bao giờ đồng ý Dừng đâu. Dừng lại đi. Không phải là bắt ngươi thực sự gả cho hắn, chỉ cần giả và đồng ý lấy hắn thôi. Hai người cũng không bắt buộc phải làm gì, có đúng không hả? Mục đích gả cho hắn cũng chỉ có một, chính là lấy lại cái phất trần kia, rất là đơn giản. Không hiểu thể không? Được đâu, không thể được. Bất kể là gả thật cho hắn hay là gả giả cho hắn á, thì một vị thần tiên xinh đẹp giống như ta đây mà lại gả cho một tên phàm phu như vậy á, không phải là rất hoang đường hay sao? Không phải là rất mất mặt hay sao? Ta không gả, không gả, không gả đâu, cô nằm mơ đi. Ta không thể giúp ngươi được đâu. Người hắn thích là ngươi, nếu hắn thích ta, ta đồng ý với hắn rồi. Cô kích động như vậy làm cái gì chứ? Ta là nữ nhi truyền thống đó, đâu thể nào người ta nói thích là gả cho người ta được. Trời ơi, chưa hết đâu, ta đâu phải là cô. Cô nên nhớ kỹ á, quả lần này là do một mình cô gây ra, sao tự nhiên bắt ta gánh giùm cô? Có thôi, thể nói lý một chút rồi, không được vậy? Được rồi mà. Hay bây giờ phải nghĩ cách nào khác đi, có được không? Ta nói cô biết, ta đã suy nghĩ rất kỹ rồi ha. Quả lần này á là do một mình cô gây ra, ta đã khuyên cô hết lần này tới lần khác mà cô không chịu nghe, tiếp tục quậy, tiếp tục phá. Bây giờ gây ra quả rồi á, lại muốn người khác giúp đỡ cô. Cô nằm mơ đi. Đợi đã thần thỏ. Người giúp ta bao nhiêu lần rồi, lần này giúp ta lần cuối cùng này nữa thôi. Đấy là được cây phất trần kia có được không? Người làm ơn đừng cố chấp như vậy mà. Người phải học cách thích ứng chứ, có phải không hả? Không thể được, ta nói cho cô biết, lần này ta đã hạ quyết tâm không giúp cho cô nữa đâu. Cô nghe cho rõ đây, tiếp theo á, nếu cô không thể hoàn thành hôn sự với tên họ Mã đó thì cả đời này ta sẽ ở trong con thỏ gỗ, vĩnh viễn không ra ngoài, vĩnh viễn hưởng phúc. Cáo từ. Đừng mà. Thần thỏ ơi, thần thỏ. Ấy, tức chết thôi. Dám bỏ mặt ta ở đây một mình, không giúp thì thôi chứ. Ta sẽ tự nghĩ cách, ta sẽ lấy được cái phất trần về. Một cô nương tốt như vậy người ta muốn gả cho con, xin mời lại không đồng ý, không biết còn nghĩ sao. Xin mời đến đây, nhanh lên đi. Không, cô nương, mau ngồi xuống đi. Thật trùng hợp đó. Nè, cho một cái chén nữa. Cô ngồi đi, ngồi đi. Cô nương lúc nãy đi cùng cô. Ngài muốn nói tới Chỉ Liên cô nương đó hả? Đúng rồi, Chỉ Liên cô nương. Từ lúc biết được Mã công tử có ý với cô ấy thì cảm thấy vô cùng hổ thẹn. Thật ra hai vị có điều không biết đó. Chỉ Liên cô nương đó, cô ấy trước đây từng là thê tử của người ta rồi, nhưng mà không được bao lâu thì bị phu quân hòa ly rồi. Nguyên nhân chuyện này chủ yếu là do cô ấy không sinh được đích tử. Cô ấy gả tới đó cũng hơn một năm rồi, nhưng mà cô ấy cũng vẫn không sinh được con, nên là quân mẫu rất không hài lòng, nên là bây giờ cô ấy mới như vậy đó. Cô ấy thật không thể ngờ Chỉ Liên cô nương trông như vậy mà lại có cuộc đời bất hạnh quá. Đúng đó, Chỉ Liên cô nương này là tỷ muội tốt của ta. Cô ấy cũng bảo ta thay cô ấy cảm tạ tâm ý mà công tử dành cho cô ấy. Nếu như Chỉ Liên cô nương không thể gả được, nếu ngài không chê thì ta có thể thay thế cô ấy. Ý của cô nương là... Ý của ta là ngài thấy tướng mạo của ta cũng không tồi mà.
quan trọng hơn là ta sức khỏe mạnh sau khi gả đi. Ta nhất định sẽ sớm sinh một hài nhi trắng trẻo mập mạp. Ta thực sự có thể gả cho Mã công tử. Ta đảm bảo trong một năm sẽ sinh cho ông một nội tôn mập mạp. Có được hay không vậy hả? Chính Vĩnh à, một cô nương tốt như vậy hả, lại còn thông minh xinh đẹp, rất hiểu chuyện. Con coi trên đời chỗ nào không có hoa thơm. Ta nói còn biết, ta đã quyết định rồi. Mã công tử, sao huynh lại than ngắn thở dài vậy chứ? Lẽ nào huynh vẫn còn không hài lòng về chuyện gì sao? Ta đương nhiên không hài lòng rồi. Cô nhìn những cô nương khác đi, họ đều yếu điệu đoan trang. Còn nhìn lại cô coi, căn bản là một nha đầu không chút lễ giáo. Cô ở trước mặt phụ thân ta bày ra bộ dạng hiền thục hiểu chuyện như vậy, ta thấy cô thực chất là một kẻ xảo trá. Ngươi quan nói lung tung gì vậy? Không được thất lễ. Phụ thân, con thấy là người nên từ bỏ chuyện này đi. Cho dù nữ nhân trong thiên hạ này có chết hết thì con cũng không cưới cô ta làm thê tử đâu. Ê, Mã Chính Vĩnh, ngươi có gì tài giỏi? Ngươi xem bộ dạng của ngươi kìa, theo căn bản ta thấy là không có ai muốn gả cho ngươi đâu. Ngươi cho rằng ngươi là ai vậy chứ? Ngươi đó hả? Ngươi chỉ là tên thổ phỉ. Ngươi xem bộ dạng xấu như vậy, tóc còn kỳ dị nữa. Ngươi đúng là quá tự cao tự đại mà. Đó, phụ thân, ngươi nhìn thấy chưa? Nha đầu này càng ngày càng lỗ mãng rồi kìa. Ta nói cho cô biết nha, Mã Chính Vĩnh ta là một nhân tài phong lưu hiếm có, hơn nữa thông minh hơn người. Võ công của ta lại cao cường. Ta nói cho cô biết, chỉ cần ta đồng ý thì nữ nhân muốn thành thân với ta, thôn này xếp hàng dài tới tận thôn kia. Ta nói cho cô biết nha, cô nên lo cho bản thân cô trước đi. Hey, trời ơi, ta thấy ngươi cũng thật ảo tưởng đó. Nếu đúng là nữ nhân muốn gả cho ngươi xếp hàng, xếp đến tận thôn kia, vậy thì hôm trước ngươi dán bố cáo xong, vậy thì tới bây giờ sao vẫn không có ai tìm tới vậy hả? Nếu những nữ nhân muốn gả cho ngươi từ thôn này xếp hàng, xếp tới tận thôn kia, thì sao ngươi vẫn chưa lấy được thê tử vậy hả? Ta thấy hay là như vậy đi, ngươi nói là ngươi tài giỏi như vậy, vậy thì ngươi có dám đánh cược với ta hay không vậy hả? Muốn cược gì đây? Nếu như thật sự đúng như những gì ngươi nói, từ thôn này xếp tận tới thôn kia, thì chắc rất nhanh ngươi sẽ lấy được thê tử. Nếu như ngươi thật sự chọn được thê tử, vậy ta sẽ không làm phiền ngươi nữa. Nhưng mà nếu như ngươi không lấy được, vậy ngươi phải lấy ta. Nha đầu thúi, cô biết dùng kế khích tướng sao? Hả? Được, muốn cược thì ta cược với cô. Nhưng mà cô cũng phải đáp ứng với ta một điều kiện. Là điều kiện gì, nói đi. Nếu như cô thua, cô phải làm hạ nhân của ta, phải làm trâu làm ngựa cả đời cho ta. Chính Vĩnh, một lời đã định. Được, bắt đầu từ bây giờ, kỳ hạn một canh giờ. Chỉ nhu cô nương, cô hả, thua chắc rồi. Ta sẽ chờ xem. Phụ thân, bây giờ con đi tìm thê tử đây. Phụ thân á, cứ ở đây nghỉ ngơi cho tốt, đợi tin tốt của con. Nè, Chính Vĩnh nè. Vậy, ta đi trước đi. Được rồi. Cáo từ. Vụ cá cược này thật sự rất hay. Nếu vậy, cho dù Chỉ Nhu thắng hay thua, thì mình cũng đều sẽ có quy tức. Mai Thân tán phụ. Cậu xin các vị rủ lòng thương, thương xót giùm. Cậu xin các vị rủ lòng thương. Nó khoác lên tới trời luôn rồi. Cho dù mình anh tuấn khoác lạc là thật, võ nghệ hơn người cũng là thật, nhưng mà trong một canh giờ tìm được một vị cô nương chịu gả cho mình cũng khó quá đi. Kéo hầu lâu. Bán mình chôn cha. Cậu xin các vị rủ lòng thương, xin hãy cứu tiện nữ. Gia phụ bất hạnh qua đời, ta không có nơi nương tựa. Cầu xin các vị rủ lòng thương xót, có thể mua Ngọc Xuân. Cầu xin các vị. Lồng đèn đây. Cầu xin các vị rủ lòng thương, thương xót ta với. Đúng là ông trời giúp mình rồi. Chỉ cần mình mua cô ta thì không phải là có phu nhân rồi sao?
Vụ cá cược này mình thắng chắc rồi. Ngọc Xuân, nguyện bán thân làm nô, làm trâu làm ngựa, không oán không hận. Cầu xin các vị. Cô nương à, ta rất thương xót với hoàn cảnh của cô, ta đồng ý giúp đỡ cô. Nhưng mà ta không cần mua cô làm trâu làm ngựa, ta chỉ cần cô đáp ứng một điều kiện của ta là được rồi. Chính là phải làm phu nhân của ta. Nè, ta bảo đảm nhất định sau này sẽ cho cô sống những ngày tháng tốt đẹp nhất. Ngươi, ngươi không phải là Mã Chính Chỉnh sao? Là thổ phỉ đó. Khi gia phụ còn sống, ghét nhất hạng người ức hiếp người khác, hung hãn bất lương. Ta quyết không thể gả cho một tên thổ phỉ. Được được, cô không chịu gả thì thôi. Nhưng mà phụ thân cô tới bây giờ vẫn chưa được an táng. Cô nhẫn tâm để ông ta tiếp tục chịu khổ như vậy hay sao? Ta hơi nè nè, ta... đừng chỉ biết khóc như vậy. Cô thân là nữ tử của phụ thân cô. Nếu như cô không thể để ông ta yên nghỉ nơi chính suối, thì lương tâm của cô có cho phép cô hay không? Được rồi, vì phụ thân của ta, ta đồng ý gả cho ngươi. Thật sao? Tốt, tốt quá rồi. Bây giờ ta dẫn cô đi. Ta sẽ tới Tiền Trang lấy ngân lượng. Ha, đi, đi. Đi, đi, mau lên. Nè, Ngọc Xuân à, cô ở đây chờ ta nha. Ta vào trong lấy ngân lượng sẽ ra ngay. Sao lại trùng hợp vậy? Bỗng nhiên sao lại có người muốn bán thân an táng cho phụ thân chứ? Không được đâu, mình phải mau chóng nghĩ cách ngăn cản mới được. Nhưng mà làm cách nào mới ngăn cản Mã Chính Dĩnh mới được đây? Con thỏ chết tiệt kia, mình ở đây phiền não, lại trốn ở trong thỏ gỗ nghỉ ngơi, bất công quá. Hé, hay là mình lợi dụng Tùng Vũ Ca để đối phó với Mã Chính Dĩnh? Có rồi.就算天塌下来都不能分开，因为爱，我承诺告白，让你幸福愉快，不管风吹日晒都。